Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Tôi chia sẻ trong series kiến thức kinh nghiệm về khởi nghiệp bán hàng và kinh doanh. Bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cơ bản, sơ lược về mặt lý thuyết công cụ tiếp theo để giúp các bạn bán hàng ở trên mạng mà không phải sử dụng đến quảng cáo. Đó là bán hàng trên Zalo. Thì Zalo là một cái nền tảng cài đặt trên các điện thoại di động thông minh do VNG phát triển tại Việt Nam, và hiện nay số lượng người dùng Zalo tại thị trường Việt Nam rất là lớn. Hầu như mỗi một người sử dụng điện thoại di động đều có cài ứng dụng Zalo này. Thì cái số lượng người dùng là lớn và khả năng tương tác trên Zalo cũng khá là tốt. Tuy nhiên, do đặc tính hành vi của Zalo là một ứng dụng phần mềm OTT trên điện thoại, cho nên hiện nay Zalo vẫn bị hạn chế bởi một số những cái tính năng như là post bài quá dài không được chấp nhận, đăng ảnh dưới 9 ảnh trên một status, rồi thì upload video chưa được tốt, vân vân, bởi vì nó dựa trên cái nền tảng OTT. Đây là một cái mà có lẽ là do cái đặc tính của sản phẩm, hoặc là hiện nay Zalo chưa muốn phát triển, cho nên nó cũng khiến cho cái việc chia sẻ của người dùng trên Zalo nó cũng gặp khá là nhiều bất lợi. Cá nhân tôi nhiều lúc cũng muốn post những cái bài viết lên trên Zalo nhưng mà nó dài quá thì nó lại bị cấm, không đủ ký tự, hay là up cả album lên cũng không được. Cho nên là thành ra nó cũng đang rất là nhiều cái bí bách. Nhưng mà thôi, không sao, tin tốt là có rất nhiều người đang sử dụng và thường xuyên sử dụng tin nhắn. Vì vậy, chúng ta có thể bán hàng trên Zalo theo những cách như sau. Thứ nhất, đấy là chúng ta sẽ bán hàng trên Zalo cá nhân. Và thứ hai, chúng ta có thể sử dụng Zalo Page, đúng không ạ? Và trên Zalo cũng có group, cũng có những cái phòng và những cái nhóm. Chúng ta cũng có thể tạo ra các nhóm được. Tuy nhiên cái lượng tương tác trên Zalo nó không được tốt như Facebook đâu, thì chúng ta phải lưu ý cái việc đó. Việc mà bán hàng trên trang cá nhân của Zalo, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải mở một cái tài khoản Zalo trên điện thoại của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ phát triển cái profile Zalo của chúng ta cho nó tốt, bao gồm là có ảnh avatar, ảnh cover đẹp, đúng không ạ? Chúng ta cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh, những video, những câu chuyện, những bài viết hấp dẫn để khách hàng, để những người khác là bạn bè của chúng ta trên Zalo truy cập vào đọc, xem và tương tác với chúng ta. Chúng ta cũng có thể là chụp các ảnh sản phẩm chúng ta đăng lên và chúng ta tạo thành cái cộng đồng ở trên Zalo. Thứ hai, đấy là chúng ta phải sử dụng cái tính năng là quét quanh đây. Điều mà rất là hay của Zalo đấy là cho phép chúng ta quét những người bạn trong độ tuổi là bao nhiêu chúng ta chọn được, giới tính là nam hay nữ chúng ta chọn được, ở bán kính là bao nhiêu, thì chúng ta quét, chúng ta kết bạn, chúng ta inbox, chúng ta trò chuyện với họ để chúng ta làm bạn với họ ở trên Zalo. Thì điều này cũng khá là mất thời gian, nhưng tôi nói rồi đấy, cái gì không mất tiền thì phải mất thời gian và công sức, đúng không? Thì chúng ta quét như vậy, chúng ta kết bạn như vậy thì cái lượng khách hàng như vậy nó rất là tiềm năng. Chẳng hạn như bạn là một cái salon tóc, đúng không ạ? Bạn là một cái tiệm bánh hay là một cái quán cà phê, bạn có thể quét những người xung quanh đó để các bạn kết bạn, và chúng ta đăng những cái hình ảnh về sản phẩm, đăng những cái hình ảnh về dịch vụ, về không gian, về khách hàng của chúng ta lên, thì tự động tự khắc có thể là những người mà là bạn của chúng ta trên Zalo họ sẽ nhìn thấy và biết đâu đấy họ sẽ chuyển đổi thành người mua. Và tôi đã được biết rằng là có rất nhiều người đang bán hàng trên Zalo với cái đơn hàng nó cũng có thể từ vài đơn đến vài chục đơn trên ngày mà không tốn nhiều tiền quảng cáo. Cái phương pháp tiếp theo đấy là chúng ta khi mà có số điện thoại của khách hàng thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái điện thoại này, đúng không ạ? Chúng ta có thể mua những cái điện thoại mà đời thấp, giá rẻ, hoặc là điện thoại cũ, chúng ta có 3-4 cái như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nhân viên nhập các cái số điện thoại của khách hàng vào, xong đó kết bạn với Zalo, quét Zalo và kết bạn. Thì hiện nay cái tính năng của Zalo là mỗi một tài khoản thì chỉ được kết bạn tối đa 2.000 bạn. Vì vậy chúng ta muốn có nhiều bạn thì chúng ta sẽ phải có nhiều tài khoản, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta phải sử dụng Zalo Page hay là Zalo gọi là OA đấy, đúng không ạ? Official Account, để chúng ta tạo ra cái fanpage giống như là trên Facebook, và chúng ta cũng có được cái lượng theo dõi từ Zalo vào. Thế còn nếu mà chúng ta mà sử dụng quảng cáo của Zalo nữa thì nó lại rơi vào cái bài là sử dụng quảng cáo rồi, thì tôi cũng giới thiệu thôi, thì tôi không giảng dạy trong cái video này. Zalo thì các bạn thấy rằng là cái khả năng bán hàng của nó thì không tốt được như Facebook và các trang khác. Tuy nhiên nếu mà các bạn chăm sóc khách hàng sau bán, các bạn trò chuyện với khách hàng, các bạn gửi
hình ảnh cho khách hàng thì rất là tốt và có một cái lượng đơn hàng tốt. Tôi lấy thí dụ như là có một bạn khách hàng của tôi, bạn ấy bán túi. Sau đó thì bạn ấy có một cái lượng data của khách hàng đã mua túi ở trên Facebook rất là nhiều. Sau đó thì bạn ấy kết bạn ở trên Zalo, bạn ấy cho nhân viên sử dụng 5 cái điện thoại di động, kết bạn, nhập số điện thoại vào kết bạn. Sau đó thì bắt đầu là cứ 5 cái điện thoại đấy ngày nào cũng đăng những mẫu túi mới lên, xong để lại cách mua, truy cập vào đường link web hay gọi hotline hay là inbox để được tư vấn vân vân. Thì 5 cái điện thoại như vậy một ngày cũng cho bạn khoảng 10 đến 15 đơn hàng. Tất nhiên sẽ không giúp bạn giàu có nhưng sẽ giúp bạn có được một cái mức thu nhập ổn định, tốt, không chết được, có đúng không ạ? Thế cái phương án thứ hai đấy là chúng ta sẽ phải tạo Zalo page hay là gọi là Zalo OA, Official Account. Thế thì cái Zalo page ở đây chúng ta cũng hiểu nôm na nó khá là giống với hình thức fanpage của Facebook, đúng không? Đấy, nó cũng xem như thế. Thế thì chúng ta cũng phải học cách để chăm cái Zalo page, chúng ta cũng học cách up bài, đăng bài. Đấy, nó khá là tương tự, thế nhưng mà nó bị giới hạn bởi một số những cái tính năng và cái quy định của Zalo mà thôi. Đấy, thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà có một cái lượng theo dõi ở trên cái trang Zalo page như vậy thì cũng tương tự với like của fanpage. Tuy nhiên là Zalo thì tính năng mà tiếp cận thì có vẻ nó sẽ tốt hơn với fanpage bây giờ. Đấy, bởi vì là nó cũng không ác như Facebook. Facebook thì nó ép tiếp cận tự nhiên rất là tồi, đúng không ạ? Nó bắt chúng ta phải trả phí. Đấy, thì chúng ta cũng phải post nhiều status, đăng nhiều ảnh, đăng nhiều video trên các trang, trên các tài khoản để chúng ta bán. Thì như tôi nói, nó cũng sẽ mất thời gian và công sức. Thế nhưng mà chúng ta sẽ có thêm những cái cơ hội. Đấy, cái mô hình mà tôi giới thiệu cho các bạn là cái mô hình mà bán hàng không dùng quảng cáo, là phải sử dụng đa kênh. Và các kênh này đều là các kênh miễn phí và khai thác được. Có những cái kênh khác nữa thì tôi sẽ chia sẻ. Thế nếu như mà các bạn mà chưa chơi Zalo hoặc là các bạn chơi chưa tốt, đúng không ạ, thì các bạn phải chơi ngay đi. Thí dụ như đây tôi cũng chơi, nhiều khi tôi cũng bận, lười, không chịu đăng. Thế nhưng mà đăng lên thì cũng thấy cũng có những tương tác nhất định. Nhưng mà cái thực sự là cái chuyển đổi thành đơn thì nó chưa được nhiều. Đấy. Chủ yếu là hiện nay mọi người vào Zalo để mà chat chít, để mà gửi tin nhắn cho nhau thôi. Chứ chưa dùng làm quảng cáo, chưa dùng bán hàng nhiều. Thế có một số người bán hàng thì tôi thấy là họ đăng sản phẩm vô tội vạ lên. Đấy. Không biết là có bình luận hay không, có bán được hàng không. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái việc mà các bạn có cái lượng bạn bè, cái lượng bạn bè trên Zalo nó phải là khách hàng tiềm năng. Hãy nhớ câu đấy, càng nhiều bạn càng tốt, càng nhiều tài khoản càng tốt, nhưng mà nó phải là cái khách hàng tiềm năng thì nó mới chuyển đổi được thành người mua. Và chúng ta thường xuyên cập nhật lên trên đấy những cái thông tin, những câu chuyện để dẫn dụ khách hàng vào fanpage hoặc là vào Zalo page hoặc vào website hoặc là dễ dàng mua hàng. Ok, thì cái bài học hôm nay tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Tôi biết rằng là đây là những cái bài học mang tính gợi ý, còn nếu mà các bạn muốn học chi tiết thì sẽ phải có từng công cụ, phải rất là kỹ lưỡng và hướng dẫn các anh chị rất là kỹ lưỡng như vậy, được không ạ? Nếu như mà các anh chị chưa biết làm hoặc chưa tin hoặc là chưa làm tốt thì hãy có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Bản thân đội ngũ Zalo thì cũng có liên hệ với tôi, nói rằng nếu như mà anh mà có các học viên muốn chạy quảng cáo thử thì em có thể cấp cho anh những cái mã voucher, tức là cái mã phiếu để chạy thử đấy, với cái mệnh giá là 200.000, 300.000 để anh chạy thử. Thế thì các bạn nếu mà các bạn muốn thì các bạn liên hệ với tôi thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn cái voucher đó hoàn toàn miễn phí nhé, tôi không lấy tiền đâu. Thế các bạn chạy thử, các bạn trải nghiệm. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.